Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại tam game. Các bạn cùng mình khám phá tựa game đầu tiên nha. Forest Mother. Siren Hill. Play. Ok. Let's go. Ở đây có một cái lều, một chiếc camera, một chiếc máy ảnh. Rồi, let's go. Bây giờ thì mình sẽ lên cái chòi này. Và bây giờ thì mình sẽ xem chúng ta đang ở đâu. Hình như ở khu này rồi. Đây rồi. Ok, sau đó thì mình sẽ vào trong căn nhà này. Rồi, mình sẽ đi vào này. Tránh gặp ông ta. Let's go. Chỗ này nó bị tắc. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game thứ hai. Pick Eye Sit Here.
Và tựa game này các bạn phải đi tiêu diệt anh chàng xuyên hình như này. Và mình sẽ hóa thân là cô làm Mika. Anh chàng này thì đang bị chấn thương rồi. Let's go. Castle, castle, heart of river. Con mèo này thì đang le mình. Rồi. Let's go. Let's go. Luke, okay. Và tắt những công tắc điện ở đây. Có một công tắc ở trên tầng 3. Let's go. Đây là cái để khẩu súng mà các bạn có thể tiêu diệt ở Sinh Hiên. Và bây giờ thì mình sẽ cho anh chàng này đi ăn lại chuối. Let's go. Way to better.
Ok, đã thành công. Win. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 3. Senior Scary Horror Game. Let's go. Rồi mình sẽ đến điểm đây. Bà tao phát hiện ra mình rồi, chạy tốt rồi. Oh my gosh. Rồi mình sẽ phải chạy và trốn vào ta. Mình sẽ đi ngược vòng. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ tư, SCP 6789 Serial. Play. Đọc play. Resume. Skip. Đây là tốc độ chạy nhanh này. Rồi, mình sẽ có thể chạy tốc độ này. Các bạn để ý là khi gần chỗ nhiễu sóng thì chắc chắn xin hiện ra ở đó. Bây giờ thì mình sẽ phải cầm cái này về xe. Và đổ xong vào luôn trong xe này. Ok. Sau đó thì mình sẽ quay lại và tìm tiếp một món đồ khác. Ở đây thì mình cần phải tìm cả một chiếc camera. Các bạn phải làm nhiệm vụ của 3 bức hình. Oh my god. Bức chiếc camera nó nằm ở chỗ nào? Đây là một cái bánh xe. Ok. Hãy mang bánh xe này về thôi. Okay, bye-bye.
sau đó các bạn phải đi tìm cả chiếc camera, xem chiếc camera đó nằm ở chỗ nào, và rồi chụp những bức ảnh, sau đó thì làm nhiệm vụ tiếp theo. Rồi cuối cùng các bạn sẽ thoát được khỏi ngôi làng này, một ngôi làng mà tất cả những ngôi nhà ở đây đều đóng cửa hết và không có một ai ở đây cả. Và đây là nơi thăm ma nghĩa trang, thăm ma nghĩa trang rất là rộng. Wow, rất rộng, lớn luôn. Đó, ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game thứ 5, Silent Hill Horror Forest Game. Let's go. Đây phải chưa? Đột nhập tiếp vào trong đây, các bạn sẽ nhìn ở bản đồ nhé. Đây rồi. Không phải đây, chắc chắn là tầng 1 rồi. Và tầng 1 chắc chắn sẽ có xin hiệu, cho nên các bạn phải cẩn thận, hỏi xin hiệu sẽ là các bạn. Mình sẽ xem xin hiệu đi nào. Nó đi rồi. Đây là thời cơ để mình có thể chạy. Nhưng mà sao nó phát hiện ra mình nhanh vậy? Bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Play. Chiếc máy bay. Khi các bạn có chiếc máy bay này thì xin hiền lên các bạn chỉ cần phi máy bay thôi là nó sẽ leo theo cái máy bay này và các bạn sẽ thoát được một lần xin hiền bắt mất. Ở đây thì khi xin hiền mà phát hiện ra các bạn thì các bạn không thể chạy thoát được, bởi vì ông ta rất là nhanh và ông ta rất là to luôn. Thế các bạn phải cẩn thận. Và trong này rất là tối, cỏ cây mọc rất là cao ung tùm. Được cái là nó tạo ra những con đường để các bạn đi. Rất là tối luôn. Đường khá là dài.
này là chỗ ngôi nhà này đang bị chặn. Mình sẽ phải đi đường này. Bắt buộc phải đi đường này rồi. Trong này trông vậy nhưng có rất nhiều đường các bạn nhé. Còn ta đang ở đây. Và mình sẽ ghi cái này. Ok. Sợ. Rất sợ luôn. Oh my god. Chạy vào chỗ cũ rồi. Oh my god. Không phải sao mình lại chạy nhầm vào chỗ cũ cái tải chứ. Rồi mình sẽ đi này xem như thế nào. Nói là đường vòng để chạy sang chỗ cũ. Đây còn một đường nữa hay sao. Rồi thì mình sẽ đi sang đường này xem. Rất nhiều đường luôn. Các bạn mà không để ý là sẽ bị lạc đường trong này. Đây như là một đường cụt. Kỳ thực là không phải. Wow. Đây là một ngôi nhà này. Mình sẽ tìm cái ngôi nhà này. Là đi đường này. Wow, tìm ngôi nhà nó rất là khoai luôn. Đây rồi. Và các bạn phải tìm ra ba ngôi nhà này. Và các bạn phải bẻ khóa nó. Đó thì như thế thôi. Bẻ khóa. Rồi, mình đã bẻ khóa được 1 trên 3 cây. Và tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp và tìm tiếp hai ngôi nhà nữa. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Ok. Đầu tiên thì mình sẽ vào trong ngôi nhà này. Go to Mando and open it. Tức là các bạn phải vào ngôi nhà này và mở cái cửa ra. Bắt buộc phải đứng đó. Wow. Tức là tựa game này bắt buộc các bạn phải bị nó bắt. Chứ các bạn chạy cũng không chạy được. Ok. So với hiện tại thì mình đang bị khóa còng tay. Bị trói. Mở cánh cửa đi ra là. Tức là các bạn đến cánh cửa đó, sau đó lại quay lại đến chỗ đây, ra cánh cửa rồi quay lại đây. Ok.
thì đang ở dưới này. Ông ta thì trông cũng không sợ đáng sợ mấy, và tầm thước cao thì cao khoảng con người, hơi con người một chút thôi. Ok, let's go. Và trong này thì có một chiếc chìa khóa, nhặt nó và đứng ở kia. Bắt buộc mình phải xuống cầu thang rồi. Và mình sẽ xem Sylvia đâu. Luồn lách. Sau đó chạy nhanh vào ngôi nhà kia. Ok, đã thành công. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang được game tiếp theo. In the forest map. Ở đây thì mình sẽ phải tìm cái này. Đây không biết là cái gì. Ở đây thì họ cho thời gian trong 2 phút các bạn mới đi tìm được cái đó. Trong này thì có một căn nhà. Mình sẽ vào đây xem. Xem có không. Cái này không có gì đâu. Tiếp tục sang căn tiếp theo. Đây rồi. Như là một tấm bản đồ. Một căn nhà. Xin trở về nhà ao. Đi xin tỏ. Ok, đi xem nào. Cũng cho thời gian trong 2 phút. Tức là mình phải đi tìm căn nhà đó. Thế thì căn nhà đó ở chỗ nào nhỉ? Bật bản đồ lên cho. Đây rồi. Ok, đã thành công. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.